Cửa hàng Động Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bò Lâm Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0337 01 9191 0974 644 973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh một lô máy cơ xích, còn tầm mà 20 mấy con máy cơ xích ha. Đó, thì có những cái thương hiệu là Eftin này, Ryobi này, Shinawa, máy cơ xích Trung Quốc, Makita, Shingu. Tay cụt thì có vài con Makita hay Echo Green cực kỳ siêu sắc. Genwatt Komatsu thì có G320 và con Husqvarna nữa. Đây là những cái con máy mà mới về nhất, còn nguyên đất Nhật nhé, anh em lưu ý nhé, còn nguyên đất Nhật cho anh em luôn. Đấy, và sẽ quay sơ cho anh em coi về những máy, những cái dòng thương hiệu ở đây thì máy toàn là máy lựa đẹp tính hết rồi, ngon lành cành đào. Thì anh em muốn mua sủi thì liên hệ lấy số lượng, rồi còn anh em muốn dọn nổ ngon lành rồi lấy số lượng máy ra dọn nồi cũng ok luôn, cửa hàng cũng giao cho anh em được luôn. Rồi những anh em nào mà mua lẻ thì liên hệ trực tiếp ưng con nào, cây số mấy, hay là thương hiệu Eftin 017, 023, 2021 gì đó, nói rõ cho bên em là bên em soạn ra và test nổ tiếng máy quay cho anh em coi. Nhưng ở trước mắt ở đây là giới thiệu cho anh em những con máy còn nguyên đất Nhật nha, còn nguyên đất Nhật luôn để cho anh em coi để biết là khi mà máy bãi nó như thế này về, đen thui này, dơ dãy như thế này về và dọn nổ lên thì nó ngon ngọt như thế nào. Rồi, em sẽ quay cho anh em con là đầu tiên 021 à 024. Con này các chi tiết đường nét này, đây này. Đó, nguyên đất Nhật nha. Máy thì đảm bảo bao zin nguyên con anh em yên tâm. Zin nguyên con. Đấy. Đây, giặt hơi anh em coi. Thấy không? Đó. Đi lấy một con máy bãi thì chia sẻ với anh em luôn. Đó là đầu tiên là mình phải thử hơi xem hơi còn ngon không ạ, sau đó là mình kiểm tra và quan sát xem là cái máy đang sử dụng như thế nào, nếu mà nó chỉ cần đổ xăng vô hay là chỉnh chọt gì thì mình nhịp ngay. Còn nếu trường hợp mà nó như thế này thì là còn đúng nguyên con bên Nhật nó đang sử dụng, bị gì chưa cần biết, cứ biết là hơi có đó, rồi về Việt Nam mình hư gì thì mình sửa cái đó, nó là như vậy. Và mình kiểm tra ốc ác linh tinh mọi thứ đây như thế này, chưa đụng vít luôn. Là con có xuất sắc. Đấy. Đó là tiêu chí mình chọn. Và anh em đừng nhìn những cái này mỏ nó xấu nhá. Mới cái máy này rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn á. Tạo rửa lên rất là đẹp. Anh em không tin thì anh cứ xem nhiều video của em làm để anh em biết một cái máy bãi. Tại vì bọn em bán hàng này làm này, làm thật. Và khi mình làm nó sinh ra lợi nhuận đó để mà nuôi vợ nuôi con. Đó. Chứ không ai cho không cả, mồ hôi nước mắt hết. Nên là bọn em làm thật và làm đàng hoàng, có trách nhiệm, có uy tín. Đó. Đó, nên là khi lấy một con máy bãi về tụi em quay cho các anh các bác coi là đủ hiểu là độ uy tín cái nào. Đó. Quay chi tiết cho anh em coi đã. Con là bên em rửa làm sạch sẽ. Dọn lên bán cho cái máy là đang cũ như thế này mà dọn lên mới. Đó là cái một cả một quá trình nha. Và phải như vậy ạ. Còn anh em nào mà thích mà chưa dọn rửa gì thì cứ lấy những cái máy như thế này thì chưa rửa chết. Giá nó mềm hơn chút, còn nếu bên em cho nổ ngon lành thì giá nó phải có công trong đấy, nó là như vậy. Đấy. Con này thì bề ngoài hơi bạc hơn này, đó, anh em thấy không? Đó, con này còn rất là màu cam, màu sáng bóng, này hơi bạc hơn tí này. Đấy. Bạc này sao? Không phải là bên Nhật nó xài nhiều đâu nhá, anh em lưu ý. Mà nhiều khi quá trình vận chuyển ấy, là một lô máy một công của nó, ấy. Nó tức là một là vận chuyển, hai nữa là nó để ngoài, tức là nó là một cái phế liệu của bên Nhật thôi. Thì cái con nào mà nằm càng sâu xong nó nằm đầu tiên ấy. Thì nó càng mát, mát thì nó không có bị gì cả. Còn những cái con này là phơi mắng, phơi nắng, phơi mưa này, đó, nó nằm phía trên. Thì để lâu mà không có anh nào hot ấy, bên Nhật mình, bên Việt Nam mình sang mà không có chốt ấy, là nó bạc rỉ sét này, ốc rỉ sét này, thấy không? Đó là anh này là chịu ánh nắng mặt trời, mức mưa rất là nhiều này. Đó. Chứ thực chất những cái con máy bãi của Nhật này người ta xài rất là ít. Đây cái làm chưa mòn như nào anh em biết này. Mà nó không phải là cưa đi khai thác chuyên nghiệp đâu. Đấy, mà khai thác chuyên nghiệp bên đấy nó không như mình cả, tức là máy chỉ cần xài trục chặt cái nó vứt luôn rồi nó lấy máy khác nó xài, làm sao để không bao giờ được lỡ công việc của nó. Đây chưa đụng ốc này, con này là 028 super nha. Con này thì rất nhiều anh săn đón lâu mới có hàng. Super là sao? Super là cái đời này là 028 là đời cao nhất của nó, đời là cái bằng bình xăng lớn, nó bằng mủ này. Đó, nó có đời bằng nhôm, thì giá rẻ hơn, bằng mủ này nó cái mắc tiền và xài cực kỳ chất. Lam thì lam 5 tấc Eftin xịn luôn, xịn trung đó. Nhìn theo nguyên đất Nhật. Rồi
sang cái cây này nữa, cái ST017 nó toàn máy em lựa hết rồi nhá, đẹp, anh nhìn thấy dàn áo gió đẹp quá đẹp luôn. Đây chưa hề đụng vít luôn anh chưa, đây này. Đấy, chưa hề đụng vít hàn rỉ từ giờ nữa. Máy này cũng khá là đẹp anh em nhìn này, dàn đồng nó qua này. Đấy, có thể cái này bị chặt cái này, chặt cái này khỏi cái này nó đất sử dụng được, nó có thể nó vứt cái máy đi. Đấy, nó sẽ có một cái nguyên nhân gì đó mà người Nhật người ta bỏ cái máy này đi. Ô, em này là được thêm cái hàm rồng này này, nó nối thêm hàm rồng ngon đấy. À, cái máy cưa hả? Máy cưa hay là cái chú sáng ngày đưa tiền à? À bảo chơi chơi tí, chơi tí. Đấy, con đang quay video chơi tí. Đấy, đây em sẽ làm nhanh có khách chờ nhé. Đây tăng tích tự động này, rất là tiện này. Cái tiền 017C nhé, C nhé, tay em này. Của người Nhật này. Đấy. Đây cái này cũng mới rồi, nhớ thấy mới không? Đấy. Đấy, keng luôn, buri này. Đẹp này. Đây nó cũng tuột cái kiểu này là luôn. Đấy, gọi là có khả năng bên Nhật sử dụng nó tuột cái đó, nó vứt mẹ máy đã sử dụng được nó vứt luôn. À, mới kéo sản phẩm người đặt này. Đọc A này. Đẹp chưa? Đấy, rồi, quay nhỏ một tí đi ha. Destin 023 này. À, tay nắm Edition này, tay nắm trợ lực. Đẹp, hàng này sản xuất ở Đức luôn chứ không phải Mỹ nhá. Nó có hai phiên bản Đức Mỹ này. Này Đức luôn, Germany luôn. Này là nhớt nó đổ ra nó ướt nhèm này nhá, nhớt đây. Ướt át. Đấy, bên nó sạch sạch lắm, như bên này mình đây. Mùn cưa bên nó còn nữa, cái này thấy mùn nó còn mới lắm này. Những cả cái máy này là nó cũng mới đây, còn mới đó là mới, tức là 40,2cc. Năm này khá mới đó, mùn cưa rất là mới này nha nhá. Cái này là chắc mới mới vừa xuống công ở Việt Nam, bên Nhật nó tầm qua luôn. Nên mới cái đó đây. Đây đây. Ồ cái này cũng dạng tình trạng tuột hết này. Tuột như này là không sử dụng được cò ga đâu. Đây là chắc là toàn như vậy. Lỗ nhỏ đó. Nó vứt máy luôn, làm đẹp chưa? Đèn buri này. Quá xuất sắc luôn. Lỗ này thì toàn đèn đẹp chưa thôi. Đây, 021 luôn. Nó khá đẹp luôn này. Đấy, cái này là do đặt lam mà xích thì nó chạy trụ này. Do mình vẫn chuyển thôi. Test vào cái lưỡi bơm này này. Đó là thay thế rồi. Đẹp ha. Nguyên đặt Nhật. Đấy. Đó, rất là chuẩn. Chứ không suy nghĩ về máy móc bên em là máy lựa hết rồi. Chứ không phải là ôm công, ôm lô. Số lượng nhiều. Rồi có máy chết, máy sống, máy đẹp. Ở đây em lấy là bỏ tiền cao, lấy máy đẹp anh em thì không. Ngoài làm xích ra thì không nói, nhưng mà riêng máy là phải đẹp. Làm xích để trường hay chọc sơn hay gì đó. Đó thấy không? Đẹp, quá trời đẹp luôn. Thấy không? Tem này còn luôn này. Con này giá rẻ, con này giá tầm triệu mấy thôi. Triệu mấy con máy này. Đó, mấy con này là trên 3 triệu này. Đấy, 2 triệu mấy, 3 triệu còn mấy là cao. Đó, từ sao máy đẹp xấu. Đây, có, à, đây còn có con ST nữa nhỉ này. Đó. Đấy, đẹp không? Úi xà. Tin này, tin này. Nhìn nguyên bản mà. Nguyên bản mới không? 170 nha. Này sản xuất không biết là tại Mỹ đâu này. Hôm tem này nó mờ luôn, không biết là Mỹ hay là Đức này. Khả năng con này Mỹ anh em ạ. 170 chắc con này sản xuất ở Mỹ rồi. Đẹp, mới cái con tem này. Đây. Cái chủng cái châu Âu, chất lượng châu Âu là ok rồi. Ở đây Ruby của Nhật này. Con này thì tuột cái dây giật. Đó, đẹp không anh em? Này tầm hơn 2 triệu thôi. Có con này thì mắc rồi này, con này là 840. Lớn hơn 840 nhá. Đây. 840 thôi. Rồi mắc tiền hơn và có trợ lực. Con này hai con này không có trợ lực. Đó. Nguyên con luôn thấy không? Đẹp. Đó, con này đẹp nhá. Con này thì nó bạc màu tí này. Hai con này có switch cho sắc. Ở đây thì ba con máy cưa Trung Quốc. Trung Quốc này thì có mấy trăm ngàn thôi. Ví dụ như anh em chưa dọn như này tầm khoảng 900 ngàn có. Đó. 900 ngàn. Ồ, con này đẹp dã man luôn. Nói chung Trung Quốc thì hầu như nó cũng đẹp hết à. Bãi nội địa Trung Quốc thì nó xuất sang Nhật xong nó lạc con này. Rồi. Rồi đây Shinawa này khá đẹp anh em ơi. Làm đẹp chưa? 1039S. Con này cũng bán lẻ hay bán là 3 triệu mỗi con này. Đó, làm đẹp, làm xích như này, đẹp, con này thì xuất sắc quá. Đó, ngon. Rồi đây, con này con nó Ba Lan gì này,
38cc, giày giặt mới keng xem em. Mấy Ba Lan thì nó khá là đẹp ha. Đấy, sắc luôn, nhẹ nhàng lắm. Con này thì tuyệt vời nhỉ, con này nó phải 99% luôn. Con này nó mất cái tay thắng này, 7 tay thắng này, nhưng mà máy rất là đẹp, van giảm áp này, mới lắm, 3501 35cc. Mạnh lắm, con này nó mạnh rồi, nước sơn này. Lam này, xin gu lắm. Hàng này xài ngon lắm. Mấy con Shinawa mà nhỏ nhỏ hơn nó tí thì không có đủ cửa chống nó đâu, mạnh lắm. Tô lẹ, bền, xài bền. À, con này xài xích chuột anh ạ. 1/4 mới tinh này. Các xài bền anh em, là lòng. Con này anh em là biết chơi này, chơi này vip lắm nha. Và giảm áp này, vì sang con này. Các xài bền luôn. Không phải suy nghĩ luôn ý. Đây. Xuất sắc rồi. Đây, con này cũng xin đầu qua luôn. Này cũng 35cc nhưng con này nó mạnh hơn nhé. Con này cưa sướng hơn con này nhiều, rất là nhiều. Đó. Con này đẹp thì không bằng rồi. Đâu quá khá ok, hơi ham ok. Nguyên đất nhạt không. Rồi, ở đây có thêm Actin 041 này. Cho anh em nhé. Thì 041 này, nồi đồng cô đa luôn. Rồi, tiếp đây là con cờ 320, khá là đẹp nhé. Có bơm sông phụ luôn anh em này, biết là xịn sò thế nào. Đây, ốc này 7 màu. Đó, thấy không? Đẹp chưa? Rồi, sang đây mã Akita trợ lực này. Đây, hàng này, hàng hot này. Đấy, đây nữa này. Trợ lực 333 đó. Chất không? Makita. Đó. Ở đây thì có tay cụt này, 3 tay cụt. Tay cụt này, toàn cái đẹp nhá. Giá ở trên 2 triệu này nha. Quá xuất sắc luôn này. Làm này, được sơn này. Xuất sắc lắm. Đây là Makita này này, 230. Đấy, con này dưới 2 triệu thôi. Và con hút Vana này. Hút này là 238 này, 38cc. Mấy con này cắt gia đình thì hết sạch và bãi luôn, không có suy nghĩ. Rồi, em giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích. Anh em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp nhé. Rất là nhiều, còn máy ngon, bổ rẻ cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Anh em chi tiết yêu thích số nào thì cứ liên hệ trực tiếp nhé. Rồi, rồi, xin chào anh em. Đây là máy em dọn rồi anh em này. Đèn thui đấy, dọn 352 đấy, trong kia có cái 352 này. Rồi mà dọn rồi sạch sẽ này, mới vậy đó. Rồi, ok, cảm ơn anh em.